thưa quý vị, Thủ tướng Nhật thị sát thành phố bị thiên tai, tin từ Chosho City, Japan. Ngày hôm nay 12 tháng 9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đến thành phố Chosho để thẩm định thiệt hại do cơn bão gây lục lội tồi tệ nhất lịch sử trong nước này trong 60 năm qua. Đến tận nơi bằng phi cơ trực thăng, ông Abe tận mắt nhìn cảnh tượng con sông Kinu tràn khỏi bờ, chảy cuồn cuộn, quét sạch nhà cửa và tất cả những gì nằm trên dòng chảy của nó tại thành phố. Theo thông tấn xã Kyodo, tính đến ngày hôm nay 17 tháng 9, đã có ít nhất 3 người chết, 27 người bị thương và 16 người mất tích. Ông Abe cũng đến thăm một trung tâm di tản để ăn ủi một người phụ nữ lớn tuổi ràng rộ nước mắt khi vừa trông thấy ông. Các nhóm nhân viên tìm kiếm và cứu nạn cùng với đội phi cơ trực thăng tiếp tục tìm kiếm người mất tích và còn bị kẹt lại các khu vực bị nước lục cô lập, trong khi hàng ngàn người khác chờ nước lục rút dần để quay trở về nhà. Hãng thông tấn Nhật Bản NHK cho biết vẫn còn khoảng 88 bệnh nhân và các y bác sĩ bị kẹt lại một bệnh viện thị trấn đang ngập nước và khoảng 100 cư dân lớn tuổi cùng 20 nhân viên điều hành của một khu dưỡng lão đang chờ được giải cứu. Ít nhất 8.000 người phải rời khỏi nhà và trú ngụ tại các cơ sở công cộng hoặc các trại tạm cư vào đêm thứ Sáu ngày 11 tháng 9 tại các vùng bị lục ở miền Đông và miền Bắc Nhật Bản. Còn số di tản vì trận lục lần này tại Nhật Bản tính ra lên đến khoảng 100.000 người.